Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái trò chơi mới rất là hay. Cá cược như sau. Các bạn lấy đồng tiền 500 ngàn để đây. Lấy một tờ giấy nữa. Điều kiện để ra như sau. Khi mình thả cái này xuống, đối phương sẽ nhanh tay chụp cái này, chụp xuống. Bấy, chụp đi. Đó. Nếu mà rớt xuống mà chụp trật là không được lấy tiền. Khi vừa rớt xuống chụp liền tờ tiền không văng ra ngoài, vị khách đó sẽ được 500 ngàn. Bắt các bạn có thể chơi với bất kỳ ai. Bây giờ mình sẽ làm nháp cho các bạn trước ha. Bây giờ anh sẽ cho bé nháp 4 lần, sau 4 lần mới chụp được. Anh cho bé 500 ngàn. Ok con béo. Rồi giờ thử cái nhạc nào. Lần đầu tiên 1 cặp lắc. Lần số 2. Ok. Rồi, lần số 3. Chặt lắc mất 500 ngàn. Thấy chưa, không phải dễ ăn 500 ngàn đâu. Lần số 4 lần cuối cùng nha. Chặt luôn. Rồi, bây giờ vô rồi nha. Vì nha các bạn, nếu mà bạn nữ đây mà chụp được, mình mất 500. Chụp không được, khỏi lấy 500, rất đơn giản. Rồi, chuẩn bị. Anh chơi trả với bé hả? Mất 500.